chào các bạn đã quay trở lại với An Tiến Studio. Như các bạn đã biết thì mình là một reviewer và tất nhiên là đồng lương sẽ cực kỳ hạn hẹp. Vậy nên có lẽ sự lựa chọn của những người có đồng lương hạn chế như mình sẽ là những chiếc loa giá rẻ như là JBL Flip 3, DOS XL hay là những chiếc loa Sony nhỏ gọn như là Sony SRS-XB10. Tuy nhiên có những Ricky cho rằng tại sao không cố thêm một chút nữa để có được những chiếc loa với chất âm nội lực hơn rất nhiều, có phải là có giá trị hơn không? Nhưng mà được rồi, hôm nay thì mình sẽ tiến hành review cho các bạn một em loa di động trong số những em mà mình đã kể trên để chứng tỏ cho các bạn thấy rằng với tầm giá này các bạn vẫn có thể sở hữu một chất âm rất tốt với mức bass cực kỳ ổn, và đây chính là em nó, DOS Soundbox XL. Phần mở đầu có lẽ các bạn cũng đã hiểu mình đang nói về em nó rồi. Nghe có vẻ hơi lạ nhưng mà DOS là một công ty về âm thanh có tuổi đời thành lập đến nay đã được 20 năm với cực kỳ nhiều sản phẩm về âm thanh trải rộng từ những thiết bị cá nhân cho đến gia đình. Và hôm nay mình mang đến đây một thiết bị loa dành cho đối tượng cá nhân với mức thu nhập trung bình khá. Đó chính là em DOS Soundbox XL mà bây giờ mình sẽ gọi tắt em nó là DOS XL nhé. Đầu tiên về phần thiết kế thì DOS XL có vẻ ngoài mình cho là khá to xác. Bề mặt của DOS XL được sử dụng chất liệu kim loại và ở bên dưới chúng ta sẽ có một cái logo nhỏ của DOS XL. Phần lưới được sử dụng chất liệu kim loại, tuy nhiên phần thân của DOS XL lại là chất liệu nhựa, khá là khập khiễng đúng không? Tất nhiên khi sử dụng chất liệu nhựa làm vỏ thì cũng đồng nghĩa với việc chất âm của DOS XL sẽ cũng giảm đi phần nào. Loa được trang bị kết nối Bluetooth 4.0. Với kết nối này thì chúng ta có thể thấy rằng nó được trang bị ở các sản phẩm giá rẻ khác chứ không phải là chỉ em DOS XL của chúng ta có. Phần các cổng kết nối thì chúng ta sẽ có một cổng cắm nguồn với đầu ra là 12V, 2,5A và được cung cấp bởi một sạc ngoài. Ở cạnh bên thì sẽ khá cơ bản khi mà chúng ta có cả ống cắm 3.5mm và khe cắm thẻ microSD. Việc này chứng tỏ là các bạn có thể nghe nhạc được một cách offline, hơn nữa là sẽ có thể sử dụng em loa một cách chủ động hơn. Điều này là cực kỳ có ích trong những chuyến đi chơi, khi mà các kết nối lúc này không quá ổn định, đôi khi còn chập chờn, sẽ dễ dẫn đến việc cực kỳ khó chịu nếu bạn mang nó đi chơi. Việc sử dụng như một chiếc loa mà có thẻ nhớ bên trong như thế này sẽ khiến cho mình nhớ lại hồi cấp 3, khi mà những chiếc loa có thẻ nhớ và cực kỳ nhỏ gọn đang thịnh hành và được các bạn học sinh, kể cả mình, sử dụng rất nhiều. Phần đỉnh của thiết bị sẽ là nơi để các phím bấm cũng như là sẽ có 5 đèn sáng để báo hiệu thời lượng pin. Tiện thì nói luôn, thời lượng pin của DOS XL tuy không quá xuất sắc, tuy nhiên vẫn có thể sử dụng trong cả chuyến đi chơi của bạn cũng như là có thể thoải mái sử dụng cả ngày. Với mức phát là 50% âm lượng sẽ sử dụng được khoảng 10 giờ. Các bạn có thể xem thời lượng pin của em nó cũng như là một vài sản phẩm khác tại đây. Về chất âm thì ở đây mình có chiếc loa JBL Flip 3 Sony SRS-XB31 để so sánh với em loa DOS XL của chúng ta. Tuy nhiên trước khi để các bạn nghe thử về chất âm thì cũng phải ngó qua một chút về thành phần của cả ba loa này. Với chiếc loa DOS XL này, chúng ta sẽ có hai driver 10W, một loa warp subwoofer công suất 12W cũng như là hai fast saver register. Việc có loa subwoofer thì sẽ giúp cho sản phẩm có phần bass tốt hơn rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe thử xem giữa những chiếc loa như thế này thì sẽ có chất lượng như thế nào nhé. Từ nơi đồng xanh thơ mộng lúa về nơi nhà cao xe sang phố và một niềm tin gieo cài ôi ô. Từ nơi đào xa mênh mông sông về nơi đồi cao anh mây trắng một vòng bay núi trọn Việt Nam. Bao la đất trời quê hương xanh này sẽ tay con nắng mai cười trong mắt. Bao nhiêu con người chúng tay xây đời niềm tin nơi. Mặc cho số mây vương lên đôi đôi tay, vẫn quang
khi nghe trải nghiệm xong thì các bạn có thể thấy rằng việc phần loa sắp quốc phở bên ngoài khiến cho bass của hai sản phẩm JBL cũng như là Sony được cải thiện hơn rõ ràng. Tất nhiên là để đánh đổi một điều là nếu các bạn nghe loa có lượng bass quá mạnh thì phần chi tiết của bản nhạc sẽ bị hụt hơn một chút. Tất nhiên vì không có phần dual bass giống như chiếc JBL hay là thuật toán căn chỉnh âm thanh tốt như Sony. Tuy nhiên cái mà DOS XL mang đến đây là phần chi tiết trong bài nhạc cũng như là yếu tố nằm trong giải mid được tái tạo rất tốt, cực kỳ thích hợp cho những bạn nào yêu thích thể loại nhạc nhẹ nhàng, có độ chi tiết chất âm cao. Phần bass của DOS tuy không mạnh mẽ nhưng cũng không quá nổi bật. Nếu bạn không quá khó tính khi trải nghiệm âm nhạc, có chất lượng âm bass cần phải quá mạnh thì đây là một sự lựa chọn cực kỳ hợp lý. Với thiết kế của em nó thì cũng không phải thuộc dạng quá cồng kềnh khi mà mang đi chơi. Với mức giải âm lên đến 80 dB thì mình nghĩ đã cực kỳ phù hợp cho mọi hoạt động, bao gồm từ dã ngoại hay là nhu cầu nghe nhạc cá nhân. Và cuối cùng với một em loa như thế này thì có giá đã rất hợp lý rồi, chỉ với 1.690.000 đồng mà mình có tham khảo tại antien.vn. Ngoài ra thì cũng sẽ có thêm nhiều phần quà đi kèm như là tặng tài khoản VIP để nghe nhạc chất lượng cao hay là voucher mua các sản phẩm pin sạc Grab Power cực kỳ hấp dẫn. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy cùng đến ngay với chuỗi cửa hàng antien.vn để có thể trải nghiệm các mẫu loa một cách chân thực nhất ngày hôm nay. Còn bây giờ nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên để lại một like, một subscribe cho chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.